Trời ơi là trời, bà két két rồi, bà két két. Tự dưng rồi bà đi lên công an phường, bà kiện Hồng Loan là sao vậy má? Bà lên bà kiện dưới lý do là tại Hồng Loan cho nên bà bị tẩy chay. Bà đóng MV em ơ đó, bà đóng cho bột giặt bột ơ đó, cái xong rồi bà vào vai một cái người mẹ hiền từ nhân hậu gì đó, thì người ta thấy trong đó có một cái sự sai sai, cho nên là người ta không có đồng ý cái hình ảnh mà một cái người mẹ hiền từ nhân hậu lam lũ, thì người ta tẩy chay bà. Người ta tẩy chay bà là do bà ăn ở sao thì người ta tẩy chay bà, tự dưng cái bà lên bà kiện là sao vậy má? Chơi gì chơi chơi mét, chơi gì chơi kỳ vậy? Nhảy dựng lên là tự dưng lên công an phường kiện Hồng Loan à, tại Hồng Loan đăng status cho nên bà mới bị tẩy chay. Bà mới bị tẩy chay là do cái nết của bà đó. Do cái nết của bà đó, bà hiểu không? Trong khi đó đó, cái tài khoản mà két két á, bữa giờ nói chú Vũ Linh lâu rồi. Nói quá trời nói luôn. Nói hả trời ơi, cái vụ gì mà kìa, nói chung là nói khủng khiếp lắm. Thì cái lúc đó đó, tại sao bà không đi lên công an phường, bà trình báo là có một cái người mạo danh bà, giả dạng bà để mà nói những cái điều đó, sao bà không làm hả? Bà két két, bà không làm, bà im, bà đừng có nói với tôi là bà không biết, tại vì trời ơi cái nick két két đó hả, liên tục nói về chúng như vậy, và cộng đồng mạng người ta đã giận dữ và chắc chắn người ta cũng phải gửi cho bà, hoặc là bà phải biết chứ, chứ sao bà không biết. Trong khi đó bà im nha, bà thấy người ta mạo danh bà, giả dạng bà im, bà cũng không có một cái dòng thông báo hay không có một dòng giải thích gì trên trang cá nhân bà, hoặc là bà cũng chưa một lần lên tiếng là ồ mọi người ơi em là két két thật nè, em không có nói gì về chú hết, còn cái nick mà két két ba ke đó không phải em không có nói. Bà không một lần bà lên tiếng, bà im luôn, bà cũng không nhờ cơ quan chức năng gì để mà điều tra ra cái nick gì mạo danh vậy trơn. Bà im luôn. Cái xong rồi đến khi bà đợi, đến khi mà Hồng Loan vừa đăng lên là tại sao lại nói về cha tôi như vậy đó, cái bà nhảy dựng lên, bà nhảy cái bà nhảy lên tới công an phường bà kiện, bà yêu cầu gỡ bài gỡ ơ rồi đó, bà nói này nói nọ sao kỳ vậy đó. Có phải là mình canh không, mình canh me không, mình canh me đúng thời cơ cái mình làm lên liền như vậy hả? Sao trước đó không làm, sao trước đó không lên công an phường đi rồi tố giác rồi đi rồi báo là tôi không phải là người là mà chủ sở hữu cái nick đó, và người ta đang mạo danh tôi, người ta làm như vậy ảnh hưởng tới uy tín của tôi không phải là người nói như vậy. Thì bà làm như vậy thì chắc chắn những người mà yêu thương Hồng Loan, yêu thương chú sẽ thương bà luôn, tại vì bà không có nói. Còn sao mà cái lúc đó bà không nói gì hết trơn, bà im luôn, bà đợi cái gì? Cái lúc đó sao bà không đi lên công an phường đi, bà kiện, bà trình báo, bà viết đơn rồi đi để cho người ta điều tra cái nick giả đó là cái nick nào, cái nick của ai. Bà im luôn, bà không nói, bà im, bà để đó cho đến khi mà Hồng Loan vừa đăng lên một cái bắt đầu bà phóng lên công an phường, hồi nào không ai hay hết trơn, tao bất ngờ luôn. Bà phóng lên trên đó, bà kiện cáo gì đó, bà nói lấy hình ảnh của bà đồ này nọ đồ, bà yêu cầu gỡ. Thì bà yêu cầu gỡ thì Hồng Loan cũng gỡ rồi, Hồng Loan cũng gỡ rồi, gỡ rồi xong rồi cái thời gian thấm thoát thôi đưa cái ngày hôm nay cái bà đóng MV rồi xong rồi thời gian thấm thoát thôi đưa cái ngày hôm nay bà đóng MV, cái xong rồi cái người ta thấy cái hình ảnh của bà đó không có phù hợp với cái hình ảnh một cái người mẹ trong MV đó, một cái người mẹ tảo tần hiền từ nhân hậu rồi đó, cho một cái công ty bột giặt quốc dân đó, mà tôi không hiểu nổi là tại sao cái công ty bột giặt đó lại chọn bà luôn đó, sao mà bà trúng cái show quảng cáo đó hay vậy má. Trời ơi, ai là cái người mà đưa ra cái ý tưởng đo cái MV đó, và đặc biệt là cái bên cái nhãn hàng mà bột giặt đó đó, không hiểu là cái người mà quyết định là mà chọn diễn viên đó tại sao lại chọn bà vậy trời. Cái công ty bột giặt đó coi lại cái nhân viên mà chọn cái bà này có tìm hiểu về bả không vậy, có tìm hiểu về cái scandal của bả không, những cái mà coi như là tốn nhiều giấy mực đó, những cái mà như vậy thì làm sao mà phù hợp với quảng cáo, mà tại sao công ty mà bột giặt đó mà công ty lớn mà sao kỳ vậy trời. Công ty quảng cáo bột giặt đó là một công ty rất là lớn mà tại sao lại lựa chọn diễn viên, lựa chọn cái người mà đóng vai mà không có tìm hiểu kỹ gì hết trơn vậy. Trong khi đó bữa giờ là rần rần trên mạng rồi, rần rần trên mạng cái vụ mà bà tới bà nói Hồng Loan thế này thế kia, mà hỏi ra cái không biết cô đó là ai, sao mời vậy trời ơi, phải biết mới mời chứ, sao kỳ vậy. Rồi ai giới thiệu ai ấy đâu mà kỳ vậy trời. Khi mà muốn lựa chọn một diễn viên một gì đó mà vô quảng cáo là phải biết người ta, chứ đừng có đổ thừa là tôi không biết người đó là ai, không biết là sao mà ấy, không biết làm sao mà mời. Còn cái bà ca sĩ kia nữa cũng là tôi không biết cô ta là ai đâu, phải biết chứ sao không biết trời.
đóng chung rồi cũng phải hỏi là ồ chị ơi chị là ai rồi chứ. Mà chắc là ca sĩ này thì thông cảm nha, tại vì ca sĩ này là ca sĩ nổi tiếng ngôi sao hạng A, cho nên có thể là bận rộn quá không có thời gian để mà theo drama. Rồi thêm nữa cái bà này chắc là cũng là một cái người không có tên tuổi nè, cho nên là bà ca sĩ kia bà không biết thì cũng được, cũng ok la. Nói chung là về cái ca sĩ thì thông cảm được, về ca sĩ mà Hòa đó thì thông cảm được, còn cái công ty mà bột giặt này là hơi bị khó thông cảm nha. Công ty bột giặt này là công ty bột giặt quốc dân mà sao mà lựa chọn cái diễn viên mà không có tìm hiểu kỹ hết trơn kìa trời. Trong khi đó là bữa giờ rần rần cái vụ mà lên công an công ơ rồi. Rồi, coi như là hình ảnh đâu có được đẹp đâu mà sao mà lựa chọn diễn viên mà không tìm hiểu gì hết trơn kìa trời. Phải tìm hiểu được chứ, sao mà công ty lựa chọn quảng cáo ha, cái người đi ra làm quảng cáo đóng quảng cáo là hình ảnh phải đẹp như tôi đồ này nọ đâu nè thì mới đóng quảng cáo ok la được. Còn cái bà đó trời ơi là trời. Trong khi đó đó canh me đợi thời cơ, canh me đợi thời cơ, hồi bữa giờ cái nít két 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 đó ra thì lên hả nói chú thế này nói chú thế kia, rồi cho một nói mười, rồi nói chung là nói những cái từ ngữ như vậy đối với một cái người đã khuất là một cái điều nó rất là bất kính luôn á. Mà trong khi đó thì ví dụ như bản thân tôi nha, ví dụ như bản thân tôi nè, tôi không phải là người nói, tôi không phải là cái nít đó, thì khi mà ai đó đó mạo danh tôi đăng lên như vậy, tôi thấy là tôi phải, một là tôi tự lên trên trang của tôi nói liền, tôi giải thích liền là tôi không có liên quan gì tới cái tài khoản đó, tôi không có nói như vậy, tôi vẫn yêu thương chú, tôi không có nói gì hết. Còn hai là lên video giải thích luôn, lên giống như tôi nè, lên mà nói trời ơi dạ con không biết nha, con không biết cái má két 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 đó là ai, con đâu có nói đâu, trời ơi con lo đi diễn, con lo đi tập kịch đâu đó, con là diễn viên con đâu có thể nói như vậy, sao không chịu lên, đừng có nói là không biết. Tại vì cái sự việc mà cái tài khoản đó là bữa giờ nói một thời gian dài luôn rồi đó, rồi nói những cái từ như vậy thì chắc chắn là mình phải biết chứ, mình phải biết chứ, sao mình không biết, đừng có nói là không biết, không biết là nói vậy là nói tôi cảm thấy cái điều đó nó bất hợp lý đó. Rồi mình im luôn, nhưng mà nói không biết hay quá ha, giống như kiểu bận rộn không biết mà sao đến khi mà Hồng Loan vừa đăng lên trong 1 phút 30 giây là biết liền, sao hay vậy, sao biết nhanh quá vậy, sao trước giờ không biết. Trời ơi là trời, có phải là lợi dụng thời cơ không, canh me không, canh me đợi người ta sơ hở cái bắt đầu làm cái đơn liền, làm cái đơn lên công an phường, làm cái đơn tố giác tố ơ rồi đó, rồi người ta gỡ xong rồi, người ta gỡ xong rồi thì thôi, rồi bây giờ rồi tự dưng rồi bị tẩy chay tẩy ơ rồi cái bắt đầu quay lên công an phường kiện tiếp, kiện cái gì, ai mà rảnh mà giải quyết cho bà, rồi bây giờ bà kiện bà lấy lý do gì, lấy lý do là hôm bữa đăng lên rồi làm cho bà bị tẩy chay hả, nhưng mà bà đã kêu người ta gỡ thì người ta đã gỡ rồi. Trời ơi là trời, rồi cuối cùng là lẽ ra là ngay từ đầu là bà nên làm ngay từ đầu là bà nên điều tra cái nick giả đó đó là ai đứng phía sau đồ này nọ, rồi người ta làm mạnh lên như vậy và người ta phải lên trên trang cá nhân người ta giải thích là dạ con là két két thật và con không có làm cái chuyện đó, con không có viết những cái dòng đó, con không có liên quan gì tới cái nick đó. Như vậy thì người ta sẽ thông cảm cho bà, người ta nghĩ rằng bà không có liên quan. Còn cái này bà im lặng một cách đáng sợ luôn, bà im lặng không cần thiết luôn. Cái lúc mà người ta cần nói thì bà không nói, tới cái lúc mà người ta cần bà im lặng cái bà không im lặng. Cái lúc mà người ta cần bà giải thích là có phải bà hay không thì bà im, cái tới lúc mà vừa đăng lên cái bà nhảy dựng lên là sao vậy má, cái nết gì kỳ vậy, cái nết như vậy rồi làm sao mà vào vai một cái người mẹ tảo tần hiện tự được vậy má. Cho nên là người ta thấy cái sự đó là một cái sự nó khó sai, cái sự sai sai đó thì người ta tẩy chay, người ta không có đồng ý cái hình ảnh đó và người ta yêu cầu phải thay đổi diễn viên. Cho nên là bên cái công ty mà quảng cáo, bên cái công ty mà bột giặt đó, Chí Cảnh nghĩ rằng là nên gỡ cái MV đó xuống và thay diễn viên khác đi. Nếu như mà cái công ty bột giặt đó mà không gỡ cái MV đó xuống và thay đổi diễn viên khác đó, chữa cháy cho cái hành động sai lầm của mình là lựa chọn một diễn viên mà không tìm hiểu kỹ á, thì từ đây về sau đối với riêng Chí Cảnh là sẽ không bao giờ mua bất kỳ một cái sản phẩm nào liên quan tới cái công ty bột giặt đó nữa nha. Trong khi đó là cái công ty bột giặt đó là một cái công ty mà Chí Cảnh sử dụng hả mấy chục năm nay luôn đó, không phải riêng bản thân Chí Cảnh nữa mà người thân người nhà rồi ai cũng sử dụng hết trơn đó. Mà một cái công ty bột giặt quốc dân như vậy mà lựa chọn một diễn viên gì đó mà kỳ cục như vậy, trời ơi phải tìm hiểu những diễn viên nào mà người ta có một cái đời tư nó sạch sẽ, hình ảnh nó phải thật sự đẹp trong lòng công chúng. Còn cái bà này mới bữa trước bà nhảy dựng lên, bà lên trên công an phường bà kiện bà cáo rồi bà không có chịu giải thích rồi để cho mà hình ảnh của mình xấu đi như vậy mà không hiểu tại sao lựa chọn. Cho nên riêng bản thân Chí Cảnh sẽ từ đây về sau nếu như mà cái MV đó vẫn còn, cái MV quảng cáo đó vẫn còn nha, và không có thay diễn viên là từ đây về sau riêng em sẽ không bao giờ
ủng hộ hay mua bất kỳ một sản phẩm nào của cái công ty bột giặt này cả. Đó, với bản thân của Chí Cảnh là như vậy. Còn cô chú thì có mua hay không thì Chí Cảnh không biết nha. Nhưng mà Chí Cảnh nghĩ rằng chắc là cô chú anh chị cũng sẽ đồng tình với Chí Cảnh đúng không? Trời ơi, mình là một công ty lớn mà mình lựa chọn cái người đóng quảng cáo là mình phải lựa chọn những người cho nó sạch sẽ, cho đời tư nó phải đẹp đẽ trong mắt công chúng thì người ta mới tin yêu. Còn bây giờ bả vào vai một cái người mẹ mà cái hình ảnh của bả như vậy mà sao mà vào vai một cái người mẹ, mình thấy một cái sự sai và một cái sự nó không có được ok la lắm đó. Cho nên là Chí Cảnh sẽ không sử dụng nữa, không sử dụng nữa nha. Mọi người có sử dụng hay không thì mọi người sử dụng đi, riêng tôi là tôi sẽ loại luôn, tôi sẽ loại ra khỏi danh sách nha. Bây giờ trời ơi, mới mua nè, mới mua từng gòi nè, mua 5-6 bịch luôn, nước giặt đó, mua 5-6 bịch luôn đó để dành đó. Bây giờ là tôi ghét quá, là tôi đem tôi cho nhà kế bên, tôi không sử dụng nữa, tôi quá giận rồi. Tôi nhìn vô cái bột giặt đó, cái tôi nhớ tới cái mặt cái bà két két này, cái là tôi khó chịu nha. Cho nên là tôi sẽ mang tất cả cái bột giặt mà mới vừa mua này là tôi sẽ cho nhà kế bên nữa, không có muốn xài nữa. Không có, khó chịu lắm, rất là khó chịu. Còn cô chú anh chị có muốn ủng hộ hay không thì cái đó là do cô chú nha. Còn riêng Chí Cảnh là không có sử dụng nữa nha, lội ra luôn. Trừ khi nào mà gỡ clip, gỡ thay diễn viên đi rồi tôi lấy về, tôi đòi về, tôi cho xong rồi tôi đòi về, đòi quà đó mấy má, tôi đòi về tôi xài tiếp. Còn nếu như mà để cái mặt bà đó là tôi khó chịu lắm, tôi không có muốn sử dụng nữa nha mọi người nha. Còn quay trở lại với cái bài cách khác nè, học ai mà cái tính gì mà cái tính hay kiện cáo quá vậy mẹ. Trời ơi là trời, hay kiện hay cáo nhảy dựng lên, trong khi đó cái hành động đi kiện cáo đó có cứu vãn lại cái hình ảnh của mình được hay không? Sao mà không có biết xử lý truyền thông gì trên như trời, không biết xử lý khủng hoảng truyền thông hả? Muốn xử lý khủng hoảng truyền thông là người ta cần phải có cái đầu, người ta bình tĩnh, người ta coi cái vấn đề ở đâu, người ta giải quyết cái đó. Còn cái chuyện mà nhảy lên công an phường kiện kiện đó, cái vấn đề đó nó không có giúp gì được cho mình hết trơn á. Và đồng thời á, khi mình đi đối đầu với lại một cái người đang được công chúng yêu thương á, là mình đã sai lầm rồi. Mình đã sai lầm rồi, khi mình đối đầu với một cái người mà được quá nhiều người yêu thương là mình sai rồi. Thay vì mà đi kiện đi cáo đó, nếu như ngay từ đầu á, mình đừng có kiện cáo là đâu ai ghét mình. Mình cứ giữ một cái thái độ bình tĩnh ôn hòa, mình lên mình giải thích là chị ơi, em không phải là cái người chủ cái tài khoản đó, cho nên là cái người đó là ai mạo danh em, và nếu như chị cần thì em cùng với chị hai chị em mình sẽ phối hợp lên công an cơ quan để điều tra coi cái người đó là ai, cái người đó là ai đứng phía sau, chứ em không phải là như vậy. Em với chị hai người sẽ kết hợp để tìm ra cái người đó nói xấu cha chị, nói xấu cậu em hay thế nào đó đó. Người ta giải quyết như vậy có phải ok không? Còn không, người ta lên ta giải thích là chị ơi, em không có liên quan gì hết, cho nên là chị gỡ clip giúp em đi, thật ra không phải em là nick chính chủ nè, em không có. Còn mọi người có thể vào cái nick đó coi đi, đây không phải là em. Thì người ta giải thích như vậy là được rồi, mắc mớ gì nhảy dựng lên công an phường đồ, làm trời ơi là trời, đòi lại danh giữ danh ơi rồi đòi lại giữ chưa. Càng làm như vậy thì người ta thấy là mình càng là người thời cơ, càng làm như vậy người ta thấy mình càng là người cơ hội, chứ có được cái gì đâu mà tự dưng lên rồi làm gì chi vậy trời, để cho mấy cái người bên ve đó cái nhảy lên trời binh 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 rồi có cớ để mà nói hồng loan thế này thế kia. Thì người ta thấy mình như vậy là người ta đã không ưa mình rồi, sao mà xử lý truyền thông gì mà dở quá vậy, dở quá. Còn nếu như bản thân của Chí Cảnh nha, ngay từ đầu là tôi mà tôi thấy cái nick đó giả, tôi mà nói như vậy làm ảnh hưởng tới hình ảnh của tôi là ngay từ đầu tôi đã lên tiếng rồi. Còn cái này là mình đâu có muốn lên tiếng, không biết là mình có đồng tình với cái tài khoản đó hay không hay sao đó, mà mình im luôn mà không có lên tiếng lên ơi vậy trơn á. Đợi đến khi mà canh cái thời điểm mà Hồng Loan vừa đăng lên cái bắt đầu mình nhảy lên công an phường mình kiện liền. Thì cái nết như vậy đó thì người ta không thích là đúng rồi. Và với một số người mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật á thì mình đừng có nên mà đi ngược lại với cộng đồng, mình đừng có đi ngược lại với công chúng. Khi mình đi ngược lại với cái sự mà ủng hộ, cái sự mà yêu thương của công chúng là mình sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Và ngày hôm nay mình bị tẩy chay là vừa rồi đó, tại vì có thể trước đó mình không có xem trọng cái sức mạnh của cộng đồng mạng, cho nên mình thấy là ồ thôi kệ đi, người ta có ghét cũng không sao, người ta có nói gì cũng không sao, không sao hết thì không sao đó. Bây giờ đó xuất hiện trong bất kỳ sản phẩm nào người ta cũng tẩy chay hết, thì đó cho vừa là không có biết giữ gìn hình ảnh, không biết giữ gìn hình ảnh, không có biết xử lý truyền thông, không có biết xử lý cái khủng hoảng truyền thông, không có tìm ra một cách gì đó khéo léo để người ta làm theo một cách ôn hòa. Cái nết của mình cũng dữ lắm, cái nết của mình cũng hở kiện hở cáo. Học ai vậy, học bà dê hả? Cái gì mà hở kiện hở cáo vậy mẹ mẹ, trời ơi là trời, người ta nói chuyện đàng hoàng chị em rồi với nhau, mắc gì phải 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 nhảy dựng lên kiện kiện kiện, trong khi đó hồi trước xong kiện
thì cái nết cỡ đó đó thì bây giờ bị tẩy chay rồi, và bây giờ bị tẩy chay cái vụ mà quảng cáo là hên đó nha. Mai mốt mà tới cái sân khấu đó, đang diễn đó, còn nói nghe nè, tẩy chay cái MV đó là chưa đâu, còn nữa nha, cái nết mà lên kiện lên cáo mình, cái nết cỡ đó đó, mai mốt đó, tới cái sân khấu biểu diễn bây giờ đó ha, mai mốt là tới cái sân khấu đó là người ta không tới đó, người ta coi nữa bây giờ đó. Và cái chị mà cái chị chủ sân khấu đó, chị thấy ảnh hưởng quá là mai mốt không cho diễn, cấm diễn luôn. Rồi cái chị chủ sân khấu đó đó là bà thấy ảnh hưởng quá, bà cấm diễn luôn, bà cắt dây luôn đó. Là Tết này á là coi như là đói luôn đó, là về bán bún bò luôn đó nha mẹ, nha mẹ, két két, bà bớt bớt đi.